Trích đoạn Thần chết đến Venice. Liệu đây là một vụ tai nạn đáng tiếc hay là giết người có chủ đích? Anh ta bị chấn thương ở đầu, có thể là do va vào chân vịt của thuyền. Có thể anh ta đã bất tỉnh và ngã xuống kênh Canale de Marani. Đây có phải là chồng bà không, bà Albrecht? Đây là gì? Vết bỏng cấp độ 2, do dầu hoặc nước nóng. Chúng tôi chưa có báo cáo pháp y.